quá. Sự điều chỉnh của thị trường ở thời điểm hiện tại, nó báo hiệu cho chúng ta biết được rằng là cái thời điểm tạo đỉnh của thị trường chúng ta đã được xác định được với nhau rồi, đúng không ạ? Như anh chị em chúng ta, những anh chị em mà tham gia vào những cái buổi livestream thường niên của Thành ấy, ok ạ. Xin chào bốn anh chị đang xem, anh chị like video và thả incon vào phần bình luận để chúng ta cùng chia sẻ với nhau ở những cái thời điểm hiện tại, đúng không? Thời điểm thị trường ở thời điểm hiện tại, như chúng ta đã biết và suốt ở trong những cái phiên livestream vừa qua cơ, đúng không ạ? Thì Thành đây là những cái buổi livestream mà có cái logo màu đỏ đây này, là cái livestream của Thành anh chị nhé, là cái livestream của Thành, và đặc biệt nó có màu vàng đây này, đúng không ạ? Đã cảnh báo cho anh chị từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ thị trường nó điều chỉnh mới chúng ta mới mang ra để chúng ta phân tích đâu, đúng không ạ? Đã cảnh báo thị trường về cái thị trường thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nhất là cái thời điểm mà chúng ta cũng cũng đã team minh với nhau về thị trường, đúng không ạ? Cái ngày 24 tháng 3 cũng có báo cho mọi người rồi, đúng không ạ? Và cái ngày 17 tháng 3 chúng ta cũng đã gặp nhau và cảnh báo cho nhau biết rồi, đúng không ạ? Chứ không phải là đến tận thời điểm này thì mới cảnh báo cho anh chị. Vậy thì khi chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán đấy, thì mọi người phải có phải trang bị đủ cho mình những cái hành trang, không phải là lúc nào cũng chỉ là điểm mua điểm bán, đúng không mọi người? Lúc nào cũng là điểm mua điểm bán rồi, em ơi mua con này ở đâu, bán bao nhiêu, bán ở đâu. Thì hầu hết là mọi người đã thấy cái tài khoản của mình nó bị bào mòn như thế nào khi chúng ta chưa có một cái tâm thế đầu tư cho nó đúng, đúng không ạ? Cái tư duy đầu tư nó chưa đúng thì anh chị có chọn cổ nào đi nữa thì rất là nguy hiểm. Tài khoản hôm nay rất nhiều nhà đầu tư là gia tăng cái số lỗ, hoặc là cái lãi là bị bào mòn đi. Vậy thì nếu như anh chị xem livestream của Thành thì Thành đều cảnh báo về thị trường trước thời điểm này, chứ không phải đến thời điểm hiện tại nữa, chúng ta mới mang ra bàn nữa, đúng không ạ? Ở trong Zoom của chúng ta thì Thành cũng đã có cảnh báo cho anh chị em, ví dụ như là Zoom Muji này, đúng không ạ? Thì sáng ngày hôm nay, đúng không ạ? Sáng ngày hôm nay cũng đã cảnh báo cho anh chị rồi, 5:33, đúng không? Hiếm có một cái broker nào mà nhắn tin vào một cái Zoom Zalo khách hàng đầu tư chứng khoán vào 5:33 buổi sáng cả, được chưa? Đây là cái nhắn tin của Thành ở trong buổi sáng ngày hôm nay, và ở trong cái thời điểm mùng 1 tháng 4 cũng đã có cảnh báo cho mọi người rồi. Các anh chị đang vào bắt đầu vào xem livestream thì vui lòng like video và thả incon vào phần bình luận, và trong lúc Thành trình bày thì anh chị thả tim mọi người ơi. Chúng ta chia sẻ với nhau ở trong những cái thời điểm buổi tối như thế này thì có nhiều anh chị đang bận, đúng không? VN Index đi hết một chu kỳ tăng giá từ đáy mây lên đến đỉnh mây, chúng ta đã đạt lợi nhuận, và hiện tại anh chị cần hạ tỷ trọng, kiểm soát tài khoản, giữ cổ dài hạn trong tài khoản, đúng không ạ? Bây giờ là không phải trading nữa đâu, không phải lướt nữa đâu, mà chúng ta đang có cái cổ phiếu nào chúng ta cầm nắm và đầu tư trong dài hạn ấy, 2, 3 năm, 10 năm tới ấy, thì đây mới là thời điểm cầm cổ phiếu, chứ không phải là trading nữa mọi người nhé. Và Thành cũng đã có tả cho mọi người ở trong buổi sáng ngày hôm nay rồi, rất nhiều anh chị đã nhìn thấy cái vấn đề của thị trường như thế này rồi và có nhắn tin cho Thành hỏi, những anh chị chưa hiểu thì hỏi Thành ở trong buổi sáng ngày hôm nay, được chưa, đúng không ạ? Vậy thì anh chị đang đầu tư, hello Nguyễn Văn Hướng, đang đầu tư trên thị trường này mà chúng ta rất nhiều người, đúng không ạ, chứ không phải là chúng ta riêng một vài người đâu. Thị trường tăng từ 1020 đến thời điểm hiện tại, từ cuối tháng 10 năm 2023 đến thời điểm hiện tại chúng ta đã lãi bao nhiêu tiền rồi, đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị cùng đồng hành với Thành ở trong cái thời gian này và rất nhiều người đã lãi, và có người thì lãi nhiều, có người thì lãi ít, nhưng cơ bản không để lại ai phía sau. Có người thì gỡ được cái số lỗ trong những cái lần sai đu đỉnh sai lầm từ tháng 9 năm 2023 và hiện tại, đúng không ạ? Vậy thì đầu tư cổ phiếu thì mọi người lưu ý rằng là
À, nhiều lúc mọi người lại bây giờ trading mua cái ông này bán cái ông này xong là mua đỏ bán xanh, thì cái việc đó anh chị sẽ thấy rằng là trong thời gian này và thời gian tiếp theo nữa, những cái tài khoản như thế sẽ bị bào mòn cực nhanh, đúng không ạ? Thị trường nó làm cho cái lòng tham của con người như như thời điểm ở VN-Index ở 1020, nhiều người lại không dám full margin ở thời điểm này, đúng không ạ? Nhưng mà lên đến đây rồi thì rất nhiều người đang full margin, đúng không? Không kiểm soát được tài khoản, nhất là lại full margin vào những cái cổ phiếu mà cổ phiếu yếu kém, cổ phiếu mà đánh ảo, đúng không ạ? Vậy thì đó là cái chia sẻ của Thành trong rất nhiều buổi livestream thì cũng đã nói cái vấn đề này rồi, chứ không phải hiện tại. Ngày mai có thể xanh tím, ngày mai chúng ta có thể sai, nhưng thời điểm hiện tại đầu tư là phải mang tiền về nhà chứ không phải là sai hay đúng nữa, được chưa? Đó là cái chia sẻ của Thành nha anh chị nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì có nhắn cho mọi người trong Zoom vào lúc 5:33 rồi, đúng không ạ? VN-Index đã đi hết một cái chu kỳ đám mây tăng giá, vậy thì chúng ta cần hạ tỷ trọng và giữ cái cổ phiếu dài hạn ở trong tài khoản đấy, chứ bây giờ không phải là mua mua bán nữa đâu, đúng không ạ? Hết một chu kỳ tăng giá, được chưa? Mọi người đã hiểu cái vấn đề của mây, đang những cái đám mây này chưa? Nó đi từ đáy mây và lên đỉnh mây rồi thì đương nhiên nó quay lại nó điều chỉnh, nhưng đây nó là một cú điều chỉnh, nó ra chỉnh anh chị nhé, chứ không phải là có thể chúng ta đang ở một cái chu kỳ tăng giá, đúng không? Mọi người đều phải cần hiểu như thế. Chúng ta đang ở trong một cái chu kỳ tăng giá thì điều chỉnh ngắn hạn ở trong thời điểm hiện tại là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu như chúng ta chót đu đỉnh, chúng ta chót mua cổ phiếu ở giá trị cao, đúng không? Thì cố gắng, đúng không? Bởi vì nếu như thời điểm này mà bán ra cắt lỗ thì sẽ khó có thể là lấy lại được vốn, đúng không ạ? Vậy thì mọi người hãy đầu tư trên một cái tư duy đúng đã, đúng không? Chọn cổ phiếu nó phải đúng đã thì chúng ta mới đầu tư tiếp tục được. Thì Thành luôn luôn có cái câu nói rằng là thời điểm VN-Index tạo đỉnh quan trọng hơn là chỉ số tạo đỉnh ở cái số bao nhiêu. Và chúng ta đã kết thúc ở cái thời điểm tháng 3 năm 2024 là cái thời điểm mà thị trường sẽ tạo đỉnh, và chúng ta đã bước qua những cái ngày đầu của tháng 4 khá là vất vả, đúng không ạ? Khi có tin của VN Direct, khi có tin của STB và hôm nay lại có tin của BVOI bị hacker, đúng không ạ? Có rất nhiều tin tức. Rồi có tin của STB của một YouTuber, đúng không ạ? Facebook. Vậy thì thị trường từ đây đến 1.500 hay là 1.800 thì có rất nhiều tin tức và thị trường điều chỉnh sâu và sốc. Nhưng đôi khi mọi người lại ham trading những cái cổ phiếu thuộc dòng bất động sản, thuộc dòng thép, thuộc dòng chứng khoán, thì chúng ta lại bỏ qua những cái cổ phiếu mà nó có thể x đôi từ đây anh chị nhá, nó nhân đôi từ thời điểm này đấy, chứ không phải là ông chứng khoán, không phải là ông bất động sản đâu, mọi người đừng đừng nhầm tưởng nhá mọi người nhá. Đó là cái chia sẻ của Thành ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thành luôn luôn có cái câu ở gần đây, những cái câu livestream của Thành ở gần đây thì Thành nói cho mọi người biết rằng là thời điểm tạo đỉnh quan trọng hơn giá. Có thể nó tạo đỉnh ở 1.295. Ở trong những cái livestream của Thành thì đã nói về vấn đề này rồi, đúng không ạ? Đã nói về cái câu chuyện này rồi để cho các anh chị tưởng tượng được ra rồi. Hello anh Ngân Giang. Vậy thì có rất nhiều cổ phiếu nó sẽ phân hóa và nó tạo những cái lớp cổ phiếu từ thời điểm này, hoặc là sang tuần sau nó sẽ có nhiều những cái cổ phiếu mà nó đi thẳng lên luôn, nó không chỉnh cùng VN-Index nữa, đúng không ạ? Nhưng mà có rất nhiều cổ phiếu nó sẽ nằm lại và nằm lại rất lâu đấy, có thể nằm lại rất lâu đấy, chứ không phải là 1-2 tuần đâu anh chị, không phải là 1-2 tuần đâu. Mà thị trường điều chỉnh nó cũng không cần cái tin này tin xấu hay là tin tin của doanh nghiệp này hay là tin của doanh nghiệp kia đâu anh chị. Nó điều chỉnh đơn giản vì đến thời điểm nó điều chỉnh thôi, và chúng ta cũng đã phân tích với nhau rồi từ rất lâu rồi, ok chưa? Ok tất cả mọi người, các anh chị em nhà mình, đúng không? Đó đó là cái vấn đề của chúng ta, và chúng ta chọn cổ